coi chưa ta? Hello, hello. Ai like đầu tiên vậy ta? Hello, hello mọi người, hello. Chào Hà Bi. Hello em Thảo. Hello mọi người đang tối chưa? Trinh vừa mới đi ăn tối về. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một vấn đề cũng hơi tế nhị xíu. Nghe ok mà phải không em? Chào Lê Ngọc, chào Ngân Búp Bê, chào Thương Lên, Thả Tim, Thả Tim. Hôm nay mình chia sẻ một vấn đề hơi tế nhị một chút xíu, nên là chỉ dành riêng cho các bạn nữ thôi. Nhưng mà các bạn nam cũng có thể vào để nghe, cũng như là tham khảo để cho người yêu hay bạn gái hay là vợ của mình cũng được. Nhưng mà nói trước là bạn nào mà bình luận thiếu tế nhị hoặc là kém duyên là Trinh sẽ chặn đó nha. Hôm nay cắn tóc ngắn lần đầu tiên livestream luôn. Thật ra gần 3.000 rồi. Thật ra sau hôm nay là Trinh muốn chia sẻ về viên uống nở ngực Ngọc Nhũ Nương. Thì sau cái hôm công bố sản phẩm thì có rất là nhiều, nhận được rất là nhiều tin nhắn của các chị cũng như là các em cũng có rất là nhiều hỏi về sản phẩm, nên là hôm nay Trinh livestream để chia sẻ với tất cả mọi người luôn. Mọi người có câu hỏi gì hay là thắc mắc gì thì cứ hỏi Trinh ha. Chào Hồng Quế. Dạo này xinh lắm nha, càng ngày càng xinh nha. Nói chuyện với mọi người xíu đi rồi Trinh sẽ chia sẻ về sản phẩm luôn hả. Cảm ơn em. Thật ra chị còn tính cắt ngắn lên nữa cơ, nhưng mà thôi cứ để ngắn từ từ cũng được. Chào Nguyễn Mai. Trong đây có bạn nào mua uống Ngọc Nhũ Nương thử chưa? Chào Thục Hân. Chào chị Nguyễn Khánh Ly, lâu rồi không có gặp chị. Xem. Trời ơi, bây giờ anh Tiến biết không, một ngày em nhận rất là nhiều tin nhắn luôn á. Ok, để lát lại stream xong em vào em đọc tin nhắn của anh nha. Thôi mọi người vào cũng đông rồi, thôi Trinh chia sẻ luôn. Đây. Chào Quỳnh Hương. Quỳnh Hương mua Ngọc Nhũ Nương uống đi nè, để cho dòng một giống tỷ nè. Đây, Trinh chia sẻ sản phẩm hôm bữa công bố Ngọc Nhũ Nương với mọi người đây. Trong lúc Trinh chia sẻ thì mọi người một lát chưa có câu hỏi nào vậy. Đây, hộp Ngọc Nhũ Nương, một hộp màu hồng rất là xinh. Rồi mọi người cũng biết là Trinh cuồng màu hồng tới mức độ nào rồi ha. Cảm ơn Vũ Vi Nhi, hết tuổi thì cắt giống Trinh đi nè. Đây, đây là hộp sản phẩm Ngọc Nhũ Nương nha. Mình khui hộp trước ha, xong rồi mọi người có câu hỏi gì thì Trinh sẽ trả lời sau nha. Đây, hộp thì có tem chống hàng giả và tem của Bộ Công an, rồi tem có, các bạn có thể check cái này, rồi nhiều lắm, nhiều thông tin trên hộp lắm, nên là các bạn khi mà các bạn mua cái hộp này về là các bạn thấy chất lượng rồi đó. Chào Huyền. Đây, trong hộp đây. Trong hộp thì nó có một tờ hướng dẫn sử dụng và thông tin, tất cả thông tin về sản phẩm đều nằm trong tờ giấy này hết, rất nhiều luôn, từ công dụng, tác dụng, thành phần, tất cả mọi thứ đều nằm trong này. Khi mà mọi người mua về á thì mọi người có thể dở ra đọc để mình có những cái kiến thức nhất định về sản phẩm mà mình đang dùng ha. Hôm nay thì Trinh hơi bị cảm xíu. Em mới cắt tóc cũng xinh quá nè, chưa kịp khen nữa. Đây, khi mua sản phẩm về các bạn nhớ đọc tờ này kỹ nha các bạn, để những cái gì mà mình không biết thì trong tờ giấy này nó sẽ trả lời cho các bạn hết.
khoảng 90% rồi. Bạn ơi, mình muốn đẹp trai hơn gì. Anh đẹp sẵn rồi, đẹp hơn chi nữa tiệp. Đây, tiếp theo thì có một cái phiếu cam kết. Phiếu cam kết nha các bạn. Phiếu này Trinh nghĩ là chỉ có công ty GHB có thôi, chứ Trinh nghĩ là chưa có sản phẩm nào có một cái phiếu cam kết như vậy hết. Phiếu cam kết bằng hành động luôn và bằng số tiền luôn, chứ không phải là bằng miệng nữa. Khi nào các bạn phát hiện có chất cấm này, chất độc hại trong sản phẩm Ngọc Nhũ Nương á, trong khi dùng sản phẩm hoặc là sau khi dùng sản phẩm, các bạn đều có thể, nếu như các bạn phát hiện thì các bạn có thể cầm cái phiếu này để khiếu nại lên công ty, và mình sẽ có được cái số tiền là 100 triệu. Mắt chị hả? Tại mấy nay chị bị cảm đó, nên chị hơi bị khó ngủ nên nó bị thâm. Tiếp theo nha. Tiếp theo thì trong hộp có hũ, một cái hũ bằng thủy tinh. Đây, hũ này thì có 60 viên ở trong này ha. Mỗi một ngày thì các bạn uống 4 viên, mỗi một lần thì 2 viên. Đây là một cái hũ thủy tinh để mình uống ở nhà. Còn bình thường khi đi ra ngoài thì Trinh sẽ đem một cái hũ nhựa nhỏ theo. Đây, một cái hũ nhỏ này. Khi đi du lịch tầm một tuần thì Trinh sẽ đem hũ nhựa này theo hoặc là đi ra ngoài. Trinh nói trước nha, bạn nam nào mà vào đây bình luận vô duyên là Trinh sẽ chặn lóc luôn đó. Đây, hộp nhỏ như thế này. Trinh sẽ chia sẻ về Ngọc Nhũ Nương trước, xong rồi Trinh sẽ trả lời các câu hỏi mà các bạn muốn biết nha. Đây, đây có một cái tem này đây, coi như là hàng mới luôn. Các bạn có thể đổ ra đây. Đây có chống ẩm nha, mình bỏ vô lại. Giá bao nhiêu vậy chị? Giá của sản phẩm Ngọc Nhũ Nương là 1.290.000. Loại giống, đúng rồi, cái hộp này nó tương tự như là hộp Beauty Plus vậy đó. Nó sẽ có một hũ thủy tinh để mình ở nhà, để mình uống ở nhà, và một hũ nhựa nhỏ để mình đem theo, rất là tiện lợi, nhỏ gọn. Uống bao lâu có kết quả vậy chị? Bình thường á, theo bình thường á, là khoảng sau 3 tháng là sẽ có kết quả, là và sẽ tăng xây ngực lên từ 2 đến 2 rưỡi. Nhưng mà nếu như là bạn nào cái cơ thể khó hấp thụ á, thì sẽ có thời gian lâu hơn là 6 tháng hay là 9 tháng. Nhưng mà về cơ bản là sau 3 tháng là sẽ có kết quả. Giống như bản thân Trinh hấp thụ tốt thì sau khoảng 3 tuần là Trinh đã thấy ngực của mình nó săn chắc hơn và nó căng hơn rồi. Và nó còn nhiều cái tác dụng khác nữa. Thời gian uống bao lâu có kết quả chị đó, chị vừa mới nói đó. Cơ bản là 3 tháng, nhưng mà sau khoảng người nào mà hấp thụ nhanh á, thì có người là 2 tuần là đã thấy cái ngực mình nó căng căng lên rồi. Và sau khoảng 3 tháng thì sẽ có được cái kết quả là từ 2cm đến 2.5. Đang cho bé Ti có uống được không? Nếu như mà đang trong thời kỳ có bầu và cho con bú thì không nên uống. Nhưng nếu mà đẻ con sau 3 tháng, sau khi cho con bú 3 tháng thì các bạn có thể uống được nha. Tại vì ngoài cái tác dụng chính là làm săn chắc vùng ngực, thì nó còn... Lần này được nè chế. Thì nó còn hỗ trợ cho mình tốt những cái khác nữa. Trinh rất là yêu sản phẩm này luôn. Từ lúc có sản phẩm Ngọc Nhũ Nương thì Trinh đã không nghĩ tới cái việc phải đi phẫu thuật thẩm mỹ ngực nữa. Tại vì cách đây cũng 2 năm thì thật sự là cũng muốn đi làm ngực. Tại vì bình thường mình hay bị lên xuống cân thất thường á. Người mình thì ốm thì đẹp, nhưng mà khi mà mình bị ốm xuống á, thì ngực mình nó cũng sẽ bị nhỏ lại. Nên là lúc đó thì cũng có nghĩ đến là sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1. Có nghĩ đến á, có hỏi anh Tiệp luôn, có xin anh Tiệp luôn. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui thì cũng sợ quá. Nên là từ khi có sản phẩm Ngọc Nhũ Nương thì Trinh rất là yêu luôn. Và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1 nữa. Trong đây tờ giấy này có khuyến cáo hết.
khuyến cáo là không không sử dụng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, nhưng mà sau 3 tháng thì các bạn có thể dùng nha, và không sử dụng cho những người có u ngực, u xơ và u vú. Thì các bạn không nên sử dụng sản phẩm ngọc nhũ nương nếu như các bạn có trong những cái lời khuyến cáo này. Khi mà các bạn sử dụng á, thì các bạn nếu như mà muốn biết có kết quả hay không á, thì các bạn nhớ đo hàng tháng, các bạn nên đo, hoặc là hàng tuần cũng được. Nhưng mà Trinh nghĩ tốt nhất là hàng tuần mình nên đo, để mình coi là cơ thể mình nó hấp thụ cái sản phẩm này là nhanh hay là đói, nhanh hay là chậm. Thì hàng tuần mình nên đo lại cái kích cỡ vòng một của mình, rồi mình ghi lại. Giá là 1.200.000, 1.290.000 nha các bạn, bằng với Beautylus luôn á. Một hũ này thì nó có 60 viên ở trong này. Theo một liệu trình thì một ngày uống 4 viên, thì một hũ này các bạn dùng được là 15 ngày. Một liệu trình là sẽ có 6 hộp. Đúng rồi, trình tính toán hơi bị dở xíu. Trong thành phần thì đây, trong hũ này là có ghi thành phần nè: thành phần xâm tố nữ nè, collagen nè, cao ngãy cú nè, cao đương quy nè. Toàn là những thành phần tự nhiên thôi, nên các bạn hoàn toàn có thể tự tin dùng sản phẩm nha. Không có chất độc hại, không có hương liệu gì hết. Tác dụng phụ hả? Theo chị, tác dụng chính của nó là làm vòng một của mình săn chắc và nở nan ra. Còn tác dụng phụ là tốt cho tóc và móng và da nữa. Tại vì nó cải thiện cái nội tiết tố nữ trong cơ thể của mình rất là nhiều. Và đặc biệt là làm nói chung là phụ nữ, theo Trinh được biết là lúc mà mình còn trẻ đó, thì cái lượng estrogen ở trong người của mình rất là nhiều. Nhưng mà sau khi cỡ tuổi Trinh thấy là từ lúc 27, 28 hoặc là 30 tuổi thì cái lượng estrogen trong người của mình sẽ bị giảm xuống. Nên là cái xâm tố nữ, như các bạn cũng biết, là một loại nguyên liệu rất là tốt, và nó giúp tăng cường cái estrogen ở trong người của mình. Cái estrogen này giống như là một cái gọi là gì ta, giống như là khi mà người đàn bà có nhiều cái estrogen ở trong người á, thì người đàn bà đó sẽ trở nên dịu dàng hơn, nữ tính hơn, và không biết dùng cái từ nó hơi tế nhị chút xíu. Và sản phẩm này ha, rất là phù hợp với những bạn nào mà hồi xưa mình có ngực to rồi, và sau khi mình sinh con, ngực của mình bị teo lại, giống như là bị nhúm lại, giống như là người ta gọi là ngực sừng trâu đó. Hoặc là những bạn nào mà sau cái thời gian giảm cân á, cái ngực của mình, vòng một của mình nó bị nhỏ lại đó, thì rất là phù hợp để dùng cái sản phẩm này nhá. Vì hai cái đối tượng đó là rất phù hợp để dùng sản phẩm này. Còn đối với những bé nào mà mình có cái gen di truyền, giống như là mẹ của mình, trời ơi lóc, giống như là cái bạn nào mà hai đối tượng mà hấp thu chậm nhất sản phẩm ngọc nhũ nương, thứ nhất đó là gen di truyền, giống như là mẹ của các em, mẹ của các bạn ngực không có được to, ngực phẳng, ngực nhỏ, thì các bạn bị cái yếu tố di truyền đó, gen đó, thì các bạn khi mà các bạn uống sản phẩm nó vẫn tốt, nhưng mà cái tác dụng của nó sẽ không mạnh như hai cái đối tượng mà Trinh nói là sau khi sanh hoặc là sau khi giảm cân. Còn về cơ địa nữa, hai đối tượng là về gen với lại về cơ địa là sẽ hấp thu không được nhiều cái sản phẩm này. 14 tuổi được không? Được nha em ơi. Trinh nghĩ là sản phẩm này phù hợp với 25 trở lên. Uống 6 hộp rồi, khi nào dùng lại vậy Trinh? Sau một liệu trình thì khi mà các bạn có được cái vòng một các bạn mong muốn rồi, lên được cái size mà các bạn muốn rồi, lên khoảng 2 cm là Trinh thấy cũng ok lắm rồi đó. Tại vì bình thường bạn bè Trinh đi đặt ngực á, thì khoảng từ thí dụ nó đặt cái size 250 thì là khoảng 2.5 đến 3 phân, còn nó đặt to hơn nữa thì được khoảng 4 phân, lên size khoảng 4 phân. Nên là sau khi các bạn dùng liệu trình 6 hộp rồi thì các bạn cũng nên duy trì. Duy trì bằng cách là mình uống mỗi ngày 2 viên hoặc là 1 viên, rồi sau 1 tháng 2 tháng thì mình sẽ nếu như mình có điều kiện thì mình sẽ tiếp tục sử dụng. Sản phẩm này sử dụng hoài, sử dụng suốt đời, không có gì phải đáng ngại nha.
Nãy giờ Trinh bỏ qua nhiều câu hỏi. Ồ vậy hả? Chị đợi chị mở nhạc nhỏ lại. À, chị có Trà My, chị có thấy mấy con mà em thích xem clip đập hộp đó. Hầu như 90% đều thích xem clip đập hộp, nhưng mà đập hộp hoài chị tốn tiền lắm nè. 3-4 tháng đập một lần là muốn chết rồi nè. Gặp chị ở ngoài xinh hơn luôn đó chị, cảm ơn em. À, còn câu hỏi nào nữa không nhỉ? Mười bốn mười lăm tuổi thì đừng uống nha. Nãy chị có trả lời ở trên rồi đấy bé, 14, 15, 16 tuổi thì mình không nên, 18 tuổi thì có thể uống được rồi. Nhưng mà cái lượng estrogen ở trong người của mình khi giảm á, giảm xuống là sau khoảng 25 tuổi. Có nhiều tác dụng lắm, về làm đẹp da nè, cải thiện nội tiết tố nè, rồi giúp cho estrogen ở trong người của mình tăng lên. Thì chị nghĩ là nếu như bạn gái nào mà có tính khí nóng nảy hay là nói chung là càng lớn thì khi mà mình không có bổ, khi mà mình không có bổ sung cái nội tiết tố nữ vào trong người á, thì nói chung là mình sẽ cảm thấy con người mình lúc nào cũng bứt rứt và nó như nó không được gọi là sao, không được mướt. Nói chung là người lúc nào cũng kiểu thấy là người khô khan á, kiểu như là nhìn nó không có được mướt mát á. Mà đàn bà của mình thì rất là cần bổ sung những cái nội tiết tố nữ đó. Còn câu hỏi nào nữa không? Chào Đỗ Long. Thế rồi. À, chị ơi, làm chương trình khuyến mãi đi, em muốn mua quá nè. Làm khuyến mãi hả? Trời ơi, để suy nghĩ xem làm sao nhỉ? Làm khuyến mãi cho các em hả? Thôi bây giờ vậy đi, Trinh nghĩ là Trinh sẽ khuyến mãi mua một liệu trình là 6 hộp, nhưng mà chỉ trả tiền 5 hộp thôi được không? Coi như là mua 5 tặng 1 đó. Nhưng chị sẽ dành tặng cho 200 bạn đầu tiên share cái livestream này của chị nha. Các em share livestream này của chị về trang cá nhân của các em, xong rồi các em chụp màn hình lại, rồi các em gửi inbox vào trang bay chị có để trên caption á, để các bạn nhân viên sẽ check. Khi các em mua thì các bạn nhân viên sẽ check và sẽ áp dụng cái chương trình khuyến mãi chị vừa mới nói nha. Sau cái livestream này ha, thì em nhớ share livestream của chị nha. Mua 5 tặng 1. Lê Thị Bích Thảo, cho con bú uống được không chế? Cho con bú sau khi sanh là 3 tháng nha. Sau 3 tháng thì em có thể uống được rồi. Tại vì cơ thể của phụ nữ mình sau khi sinh á, thì theo Trinh được biết là mình sẽ bị suy nhược cơ thể. Và lúc đầu á, nếu như mà mình đang cho con bú mà chưa sau 3 tháng á, mà mình đã uống rồi á, thì mình uống rồi thì mình có sữa, mình uống xong rồi sữa, cái sữa mà mình cho con mình bú thì con mình sẽ uống vào, thì 3 tháng đầu thì cái hệ tiêu hóa của bé chưa có được tốt á, thì khi mà uống sản phẩm vào thì chị nghĩ là bé sẽ dễ bị tiêu chảy, nên là sau 3 tháng cho con bú thì em có thể dùng được nha. Chị ơi, chắc tại vì mặt chị xinh nên chị làm tóc nào cũng xinh đó. Khi có một liệu trình là khoảng hơn 6 triệu, trời Trinh tính dở lắm. 6 hộp, 1 triệu, 1 hộp là 1.290.000. Thì Trinh mới đưa ra chương trình khuyến mãi đó là mua 5 tặng 1 thì là gần 6 triệu hả? Nên là các bạn nào mà có cái mong muốn là muốn sở hữu vòng 1 to hơn, nhưng mà thực sự Trinh nghĩ là
ngực của mình á nó to vừa phải với cơ thể của mình thì sẽ đẹp hơn. Tại vì các bạn biết không, khi mà Trinh mặc đồ, có những bộ đồ, có những cái áo, có những cái đầm, Trinh cần phải bút ngực lên thì nó mới đẹp, nó mới thể hiện được sự quyến rũ của cái bộ đồ đó. Nhưng có những bộ đồ ngực to không hề đẹp đâu nha. Ngực vừa phải thôi, vừa vừa xinh xinh là đẹp nhất, theo Trinh là vậy. Tại vì có những bộ đồ khi mà mình bút ngực lên cao quá nhìn nó sẽ rất, nhìn nó bị thô á, nhìn nó bị thô lắm, nhìn nó bị đô, và nó bị kiểu như là nó bị soi thịt lắm. Nên là bình thường mặc áo thun á, bình thường mặc áo thun như vậy nè, áo thun kín cổ hoặc là áo thun hở hở cổ chữ V hay là cổ O, nói chung là dạng áo thun ôm, thì chị sẽ mặc áo ngực dạng bút ngực lên. Còn nếu như mà mặc những cái áo dây đơn giản bình thường thì chị thích ngực mình nó vừa vừa thôi, nó không phải là cứ độn lên là đẹp, cứ xô úp lên cái ngực mình lên là đẹp. À, hôm nay không phải mắt đen đâu mà tại mascara đánh xuống nó bị lem á. Nhưng mà mắt cũng có hơi đen hơn thường ngày thiệt. Luyện bưởi là gì vậy em? Luyện bưởi là gì vậy em hả? Vậy anh có xưa giờ là có coi phim phim luyện công ngày xưa không? Luyện bưởi thì có nghĩa là cầm cái bưởi luyện 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 gì nào đó kiểu vậy. À, còn câu hỏi nào nữa không nhỉ? À, các bạn muốn mua thì các bạn có thể liên hệ với trang bay mà Trinh có để trên caption nha, hoặc là liên hệ với những bạn nào mà là đại lý độc quyền của GHB thì các bạn có thể liên hệ để mua được sản phẩm chính hãng nha. Trinh thì Trinh thủ sẵn rồi nên là lúc nào Trinh cũng có uống hết, và Trinh nghĩ là Trinh sẽ uống mãi mãi dài lâu luôn chứ Trinh sẽ không ngừng. Tại vì các bạn nói chung là từ mỹ phẩm cho tới thực phẩm, mình xài mình đang đẹp rồi thì mình nên duy trì. Và sản phẩm của bên Trinh thì tất cả là điều tự nhiên hết, nên là những cái thành phần mà tự nhiên, những cái gì làm bằng tự nhiên á thì nó đều an toàn nè và đẹp lâu dài nè. Nhưng mình phải có sự kiên nhẫn với những cái sản phẩm tự nhiên và mình phải duy trì nó, chứ không phải sản phẩm của bên Trinh uống một cái rồi tuần sau 10 ngày sau là ngực to đùng lên liền giống như là ngực đi sữa thì không có nha. Làm thế nào để thoát lép, để thoát kiếp lép đây chị? Thì giống như chị nói đó, nếu như ngực em nhỏ thì nên em nên coi lại coi là anh chị gái của mình hoặc là mẹ của mình ngực ngực họ có to không. Nếu như mà ngực mẹ của em nhỏ thì tất nhiên em là di truyền thì em cũng sẽ nhỏ. Nhưng nếu ngực của mẹ em to có ngực và em không có thì đó là do cơ địa của em. Và uống sản phẩm của chị thì nó em sẽ lâu hấp thụ hơn so với hai cái trường hợp mà chị nói. Nhưng mà nó vẫn có nhé. Chào Lê Hoàng Ân. Anh muốn nữ tính thì anh cứ uống anh lên mà. À, em đặt ngực rồi thì có uống được không chị? Uống được luôn nha. Tại vì mình đặt cái túi ngực vô á thì ở trên cái túi ngực vẫn là chỗ này của mình, vẫn là một cái mô mỡ, cái mô mỡ thì cũng nên uống ngọc nhũ nương, tại vì nó sẽ giúp cho nếu như mà mình không uống thì nói chung là ngực đặt thì nó cũng có khả năng bị sệ chứ không phải là không, nên là mình uống thì sẽ giúp cho cái cơ ngực, cái bầu mỡ này của mình nó được săn chắc và mịn màng hơn nữa. Nhưng mà nói chung là ngoài cái yếu tố to làm to ngực lên, làm săn chắc lên á, yếu tố mạnh về vòng một á thì nó còn những cái yếu tố khác nữa là rất là đẹp da nè, tóc nè, rồi móng tay nữa, móng tay sẽ trở nên cứng hơn. Ngực to nhưng không có khe thì làm sao chị? Thì mặc áo ngực vô. Hoàng Thị Tuyết, giống như nãy chị có nói đó, hai cái trường hợp mà có thuốc có tác dụng mạnh nhất đó là sau khi sinh,
bình thường là mình đã có ngực rồi, mình có cái khuôn ngực rồi, nhưng mà sau khi sinh, do lý do là mình sinh em bé xong ngực của mình bị teo lại, là mình sẽ là thuốc này sẽ có tác dụng cực mạnh với những cái đối tượng như vậy. Ngực chảy xệ uống có xăng chắc không chị? Có chứ. Chào anh Thái Dũng. Nãy giờ Trinh chia sẻ cũng nhiều rồi đó, mọi người còn câu hỏi thắc mắc nào nữa không? Thuốc có làm tăng cân không chị? Thuốc không có làm tăng cân và giữ nước cơ thể nha em, không có nha. Uống nhiều có nổi mụn không chị? Không. Giải thích làm sao nhỉ? Trong đây có cái thành phần là đâu rồi nhỉ? Trong đây có cái thành phần là sản phẩm Ngọc Nhũ Nương là không có gây mụn và cũng không có làm tăng cân nha các bạn, mà nó còn giúp mình đẩy những cái độc tố trong cơ thể của mình ra và đẩy cái lượng cholesterol ở trong người mình ra, thì làm sao mà làm tăng cân được. Đang thời kỳ kinh nguyệt có uống được không chị? Uống vẫn bình thường nha em, và nó còn giúp cho giống như là lúc mà mình có kinh á thì bụng của mình hay bị tức tức rồi đau đau á, thì cái thuốc này nó sẽ làm em cảm thấy thoải mái hơn nữa, nên là mình có tới tháng hoặc là có kỳ kinh nguyệt mình vẫn uống bình thường. Trong tờ giấy này có rất là nhiều thông tin, nên là các bạn khi mà các bạn mua sản phẩm, ngoài cái sự tư vấn của bên nhân viên của Trinh thì các bạn có thể đọc thêm tờ giấy, có rất là nhiều thông tin trong tờ giấy này luôn nha. Thường thêm thuốc khác hả chị? Giống như nãy Trinh có nói là tùy cơ địa mỗi người nha các bạn, tại vì không thể ai cũng giống ai được. Sẽ có người uống và sau 3 tháng sẽ tăng được cái kích cỡ từ 2 đến 2,5 cm, nhưng mà có những người sau 6 tháng và sau 9 tháng mới có cái tác dụng, đó là do cái cơ địa, cái sự hấp thụ của mình đối với Ngọc Nhũ Nương nó hoàn toàn người này người khác, chứ không thể là ai giống ai được hết. Nhưng mà Trinh vẫn đảm bảo rằng là sẽ to. Duy nhất cái trường hợp gen di truyền là khó thôi. Đây, đang đọc tin nhắn của mọi người để trả lời mọi người đây. Viên uống trắng da thì cũng là 1.290.000 thì phải. Sao dạo này ai cũng nói Trinh làm mũi, đâu có đâu, tự nhiên hết nha, chỉ có găng găng là găng sứ thôi. Trinh là một người nếu như Trinh có làm cái gì đó thì Trinh cũng sẽ thừa nhận, chứ không phải là giấu. Trinh gọi là cũng là thuộc dạng giống như là mình chưa hài lòng về chỗ nào trên cơ thể của mình, trên khuôn mặt của mình, thì mình có làm thì mình nhận thôi, chứ Trinh không cũng không phải là làm rồi giấu để cho được cái nem là đẹp tự nhiên. Nên là có nhiều bạn cũng inbox hỏi Trinh là răng răng chị nó làm bằng sứ, chị làm ở đâu, Trinh cũng có chỉ địa chỉ cho các bạn hết rồi. Còn chị uống thì tăng bao nhiêu? Chị thì chị tăng được 2 cm. Nói chung ngực chị cũng không phải là dạng to lồng lộn. Tại vì chị cũng thuộc người là dạng gì ta,
xương nhỏ đó, xương nhỏ với lại là mình dây á, nên là có to đi chăng nữa cũng không phải là to lồng lộn giống như các bạn mà nói chung là con gái mà cao một một mét bảy như chị mà có được cái vòng một như thế này cũng là chị thấy là rất là hiếm rồi. Từ xưa giờ chị vào nghề là chị thấy là con gái mà từ 1m7 trở lên là có được cái vòng một cỡ như chị là rất là hiếm và rất là may mắn. Còn bình thường con gái mà có ngực tự nhiên thì chị nghĩ là dưới cỡ 1m6 hoặc là 1m62 đổ xuống, còn bình thường cứ 1m65, 68 hoặc là 1m7 đổ lên là hiếm ai mà có ngực, hiếm ai mà có được một cái vòng một tự nhiên mà cỡ như chị. Tại vì đi diễn nhiều và tiếp xúc nhiều, gặp gỡ cũng nhiều nên là mình cũng biết được cái điều đó. Nên là lúc mà 51 có thời điểm chị cũng có 52 cân, xong sau đó là chị phải giảm xuống để đóng phim lên hình cho nó đẹp á, thì ngực có bị teo lại và bị nhỏ lại. Nên là cũng có nghĩ đến cái chuyện là đi phẫu thuật thẩm mỹ vòng 1, có đó chứ không phải là không đâu. Tại vì với chị thì cũng đúng thật là chị thích có vòng 3. Nhưng mà đúng như cái hôm mà ở trong trong buổi event Ngọc Nhũ Nương, anh Quốc Trường cũng có nói là tại vì tùy quan điểm mỗi người, có người thích vòng 1 hay là thích vòng 3, chị thì chị cũng thích vòng có vòng 3 nhiều hơn, còn vòng 1 vừa vừa thôi. Nhưng mà để đập vào mắt người đối diện là vòng 1 là đập vào mắt trước. Nên là chị em sẽ quan tâm tới với cái vấn đề vòng 1 nhiều hơn á. Nhưng với chị thì chị thích con gái có vòng 1 vừa thôi, vừa phải với thân hình, với body, với vóc dáng của họ. Chứ người nhỏ xíu xong rồi đặt một cái thịt bự lên, chắc không thích đâu. Nhìn nó rất là kiểu, nói chung là chính thích một người vừa phải thôi, nhìn có cái gì đó nó có sự mỏng manh giống như là đụng cái rồi vỡ, giống như kiểu kiểu như vậy chứ chị không thích cái kiểu mà vậy. À, ngoài ra thì nói chung là Ngọc Nhũ Nương hỗ trợ khoảng 60% cho các bạn, nhưng mà 40% còn lại cũng phải dựa vào cái chế độ sinh hoạt của các bạn nha. Giống như là mình phải tập thể dục nè, phải massage cho ngực nè, rồi nếu có thể thì các bạn cũng có thể uống thêm sữa đậu nành cũng được. Ăn đu đủ cũng tốt, nhưng Trinh thì Trinh không có ăn đu đủ được, Trinh không biết ăn đu đủ nên là Trinh thường là Trinh sẽ uống thêm sữa đậu nành, hoặc là lúc mình đi tắm mình có thể lấy cái vòi sen á, mình để trên ngực của mình nè, lúc lạnh lúc nóng cũng được. Lạnh nó thì làm cho cái ngực của mình nó săn hơn, chứ không phải là các bạn uống Ngọc Nhũ Nương xong rồi các bạn có một cái chế độ sinh hoạt nó không có tốt, nó kém nè, thức khuya nè, lười tập nè, không massage nè, rồi như thế này như thế khác, rồi xong rồi lại nói là tại sao uống Ngọc Nhũ Nương mà không có tác dụng giống như chị Trinh nói. Thì các bạn phải kết hợp với cái sinh hoạt tốt nha. Trinh thì rất tự tin về cái chế độ sinh hoạt của mình, ngủ sớm nè, thức sớm nè. Và Trinh nói chung là mỗi một ngày Trinh đều soi gương rất là kỹ luôn á. Nói chung là mỗi một lần trên mặt có những cái gì, hoặc là nhiều khi mình đi đóng phim nè, và nhiều khi mình đi chụp hình nè, rồi nhiều khi mình đi ghi hình ở nước ngoài, giống như đợt vừa rồi trên vừa mới đi Thái Lan ghi hình hai tập để phát trên YouTube, ngày 19 này là sẽ có nè. Thì ôi trời ơi, thời tiết ở Thái Lan thì nóng nóng kinh khủng luôn, nắng táp 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 vô mặt. Mà các bạn biết là bên Thái Lan rất là thường hay kẹt xe, mà buổi trưa thì kẹt quá bắt buộc là phải đi túc túc. Trời ơi, gió nóng nó tạt 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 vô mặt, trời ơi, lúc đó chị lấy cái mền chùm giờ vậy nè. Mặc dù mình cũng có những cái biện pháp bảo hộ rồi, giống như chùm mặt rồi mình uống chống nắng, sức chống nắng đâu này nữa, nhưng mà cái tác hại kinh khủng khiếp. Nên là các bạn đừng có nghĩ là mình uống cái sản thực phẩm chức năng, sản phẩm vô rồi thì mình cứ thức khuya thoải mái coi phim, thức đêm thức hôm 2-3 giờ mới ngủ, rồi lười tập thể dục rồi này nọ, mà các bạn muốn chỉ dựa vào cái sản phẩm không, mà không biết kết hợp cái chế độ sinh hoạt của mình đó, thì có thuốc tiên cũng không nổi đâu. Trinh nghĩ là nhờ Trinh uống rất là nhiều, Trinh uống rất nhiều, tại vì các bạn biết không, một ngày mà mình nạp những cái thức ăn vào người mình, một ngày mình nạp cũng không có đủ chất,
mà mình cố muốn nạp nhiều hơn nữa cũng không được, tại vì cái bụng mình nó cũng có bao nhiêu đó, mình không thể mình biết cái thức ăn đó là tốt, nhưng mà mình ăn cũng là phần nào thôi, chứ không phải là mình, thí dụ như là Trinh nói là thí dụ đơn giản thôi, là uống một ly sữa đậu nành, uống sữa đậu nành là tốt đúng không, uống nhiều là tốt đúng không, nhưng mà đâu thể nào mình uống một lần 10 ly được, ví dụ là như vậy. Thì trong những cái thực phẩm chức năng nó có những cái nguyên liệu, những cái thành phần thì người ta đã chế tạo ra nhỏ xíu như vậy, mình uống một viên hai viên như vậy là bằng mình ăn 5 lần 10 lần những cái đó nạp vào trong người của mình, thì tại sao mình lại không sử dụng thực phẩm chức năng đúng không? Nhờ Trinh uống những thực phẩm chức năng thì Trinh mới giúp Trinh trẻ hơn cái tuổi thật của mình là như vậy, rất là ít nếp nhăn. Em nói chuyện rất ngọt ngào vậy. Trời ơi, tại bên này là bị cảm đó, bị hơi cục khịch cái mũi đó nên là nó nhẹ nhàng. À, điều Trinh thấy rõ nhất ở Ngọc Nhũ Nương, thứ nhất là về vòng 1 ha. Thứ hai là về điện nước, nói chung là về cái chuyện Trinh không biết chứ nó hơi tế nhị nên là cũng hơi khó nói. Nói chung là về vòng 1, kích cỡ vòng 1 là có tăng nè, là thấy rõ nhất nè. Thứ hai nữa là giúp cho mình là nước đo xối xả đó, vậy. Hai cái đó là tại vì mỗi một cơ địa của mỗi người nó sẽ có những cái phần này mạnh, hấp thụ nhanh, và có thí dụ có những người uống cùng một sản phẩm đó thí dụ như có 5 tác dụng, 1 tác dụng chính và 4 tác dụng phụ cho những cái khác trên cơ thể, thì có người mạnh, thí dụ có người uống vào chỉ thấy kích cỡ vòng 1 tăng thôi, và những cái khác thì không có hấp thụ được như những người khác. Giống như cái này nó có 5 tác dụng, 1 tác dụng chính và 4 tác dụng phụ đi ha, cho vòng 1, tóc, da và móng tay và cái nội tiết tố nữ, thì Trinh thấy rõ nhất là hai điểm là vòng 1, hai điểm đó là vòng 1 và cái chuyện cho phụ nữ mình mướt không có bị khô khan, đó là hai cái đó là Trinh thấy rõ nhất. Và Trinh nghĩ là phụ nữ của mình á, càng lớn tuổi thì mình nên hỗ trợ được, hoặc là mình uống được những cái thực phẩm chức năng nào nó hỗ trợ được cái đó thì rất là tốt về bản thân của mình, cũng như là chuyện tình cảm chăn gói là cũng rất là tốt. Chặn luôn nha. Không những con trai mà còn có mấy chị nói chuyện vô duyên quá đi. Tại vì đây thật sự là một buổi giống như là buổi tọa đàm chia sẻ với chị em nữ thôi, giống như nãy Trinh cũng nói lúc đầu livestream rồi, các bạn nam nào mà vào nghe cũng như là để có những cái kiến thức, có những cái hiểu biết về Ngọc Nhũ Nương cũng như là những cái vấn đề khác thì có thể mua, hoặc là mua về tặng cho người yêu, bạn gái hay là cho vợ của mình chẳng hạn. Còn bạn nữ nào cảm thấy không thích thì có thể không nghe, chứ đừng có bình luận những cái lời lẽ không có được không có được tốt vào Facebook của Trinh ha, Trinh sẽ chặn luôn đó nha. Không hiền nữa đâu. Hồi nãy giờ ngồi livestream mà nhận được rất là nhiều tin nhắn luôn nè. Khi nào chị về quê chơi hả? Thì chắc là 1 tháng 11, thường thì 1 tháng 11 chị sẽ về quê. Ra mộ của mẹ, gọi là lễ cắt đẳng cũng ở dưới quê của chị. Tết chị có thể không về, nhưng mà 1 tháng 11 nào, năm nào chị cũng sẽ về quê để ra mộ mẹ thắp nhang, gọi là lễ cắt đẳng đó. Đang cũng có ý định nếu như mà thích cá tính hơn nữa thì cắt ngắn lên xíu nữa cũng được, nhưng mà Trinh nghĩ sau này Trinh lớn tuổi chắc Trinh cũng sau này Trinh lớn tuổi thì Trinh cũng sẽ để tóc ngắn. Trinh thích, cũng thích để tóc ngắn. Cảm ơn em Trần Ngọc Thơ đang livestream nha, đừng gọi nha. Phát Tài có muốn mua cho bạn gái uống không kìa? Bạn gái uống, bạn gái đẹp và em sẽ được hạnh phúc.
Mọi người còn câu hỏi nào dành cho Trinh nữa không? Có câu hỏi nào dành cho sản phẩm nữa không? À, YouTube của chị á hả, là một bây giờ một tháng, hồi xưa một tháng chị ra 6 tập nhưng mà bây giờ một tháng chỉ ra 2 tập thôi. Còn đập hộp thì khoảng 3 4 tháng chị sẽ đập một lần chứ không phải là một tháng một lần như ngày xưa nữa nha. Trời ơi, không phải cái máy in tiền nha. Thứ nhất là mắt của chị cũng thâm hơn ngày thường và cũng có bị lem, cũng có bị lem. Bị lẹm môi hả? Chắc là nãy ăn. Còn câu hỏi nào nữa không nè? Một hộp hồng, một hộp xanh đi, trời ơi đúng rồi. Phải uống Beauty Blender. Bình thường á, mọi người hay hỏi cách uống của Trinh là như thế nào á. Thì bình thường Trinh hay uống là ví dụ như Beauty Blender ngày uống 2 viên đúng không? Còn Ngọc Nhũ Nương là ngày uống 4 viên đúng không? Thì Trinh đúng theo hướng dẫn sử dụng á, là phải chia nhau ra uống. Nhưng mà với một người bận rộn như Trinh mà có khi hay quên á, thì Trinh sẽ uống 2 viên Beauty Blender và 2 viên Ngọc Nhũ Nương một lần vào buổi trưa sau khi ăn xong. Rồi sau đó tối thì Trinh sẽ uống 2 viên Ngọc Nhũ Nương đó. Trinh là Trinh uống như vậy. Nhắc tới mới nhớ là chưa có uống, nãy ăn xong rồi mà chưa có uống. Đây, đây quên cho mọi người coi nữa, viên màu đỏ nha. Buổi tối trước khi ngủ thì mình uống 2 viên. Thật ra Trinh cũng nhận được nhiều, rất là nhiều câu hỏi từ những người bạn thân luôn, chị thân luôn, mà còn hỏi Trinh là em làm CEO em làm vậy thì em có uống không đó. Tất cả từ xưa đến giờ khi em chia sẻ với mọi người những cái gì là điều em đều có sử dụng hết, chứ em không có lấy uy tín của mình ra để dẫn chơi, để lên nói với mọi người vậy mà trong khi bản thân mình không uống, thì cái điều đó là Trinh không có làm, điều đó là Trinh sẽ không bao giờ làm. Và mọi người cứ hỏi, đó là những lý do tại sao mà mọi người cứ hỏi là tại sao trong trẻ trung hơn tuổi rất là nhiều so với các bạn cùng tuổi với Trinh. Không phải là tự tin, cứ như là có sao nói vậy thôi, thì là nhờ những cái thực phẩm chức năng như vậy. Tại vì mình ăn bình thường một ngày không thể nào mà nạp đủ cái chất mà mình muốn có được hết. Quá xì. Đúng rồi, tập sắp tới của chị sẽ phát sóng vào ngày 19 thứ 6 á. Đúng rồi. Bây giờ một tháng là 2 tập thôi. Mọi người nhớ ủng hộ sao, nhớ ấn nút theo dõi kênh YouTube của Trinh sao để năm nay Trinh đạt được nút vàng nha. Hơn 800 sub rồi đó. Chỉ còn gần 200 sub nữa thôi là Trinh sẽ đạt được 1 triệu sub rồi. Không, năm nay thì chị không có đóng phim gì nữa hết. Sang năm thì không biết, nhưng mà từ đây tới cuối năm cũng có 2 kịch bản mời, nhưng mà Trinh nghĩ là không có thời gian, tại vì sắp tới sẽ đi sau cái buổi hội thảo bên Úc thì sản phẩm, nên là không có thời gian để đi đóng phim nữa. Chắc có thể là sang năm nếu có một cái kịch bản nào phù hợp chiếm thời gian khoảng từ 30 ngày đến 40 ngày thì Trinh sẽ đóng. Còn năm nay là chị không có đóng. Sắp tới đi công tác với công ty rất là nhiều luôn. Ngừng. Và tháng 10 là có thể là sẽ đi Hàn Quốc nữa. Và Trinh mong muốn là sản phẩm của GHB sẽ vào được những cái đất nước khó tính khác, giống như là Pháp, Anh, Canada và sắp tới là Mỹ. Mọi người còn câu hỏi nào nữa cho Ngọc Nhũ Nương không? Hồi nãy giờ là Trinh nói về độ tuổi nè, rồi trường hợp đối tượng nào mà có tác dụng nhanh và đúng rồi, tác dụng nhanh với sản phẩm Ngọc Nhũ Nương thì nãy giờ Trinh cũng đã có chia sẻ rồi, và khuyến cáo những trường hợp nào không nên dùng. Còn gì nữa không ta? Còn những cái thành phần thì Trinh không muốn ngồi đây kiểu như là đọc cho mọi người, thì mọi người xem mọi người sẽ chán, nên là Trinh sẽ nói những cái tác dụng chính của thuốc. Và khi mà các bạn mua về á, thì các bạn nên đọc cái tờ giấy này, và trong đây có tất cả những cái thành phần. Nên là Trinh cũng không ngồi đây mà để đọc hết những cái này cho các bạn được. Nên là các bạn cứ
mua dùng sản phẩm nha. Các bạn nào mà có nhu cầu cải thiện vòng một đang bé thành to lên một tí, rồi bạn nào mà có ngực rồi mà bị teo nhỏ lại sau khi sanh hoặc là sau khi giảm cân, thì các bạn cứ mua dùng, đảm bảo là sẽ to lên nha. Chào Vân Vân. Giá là giống như nãy chị nói, nãy giờ cũng 3-4 lần rồi đó, 1.290.000 nha. Một liệu trình là 6 hộp. Một liệu trình là 6 hộp. Một hộp như vậy trong đây có 60 viên nha. Một ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Không sao hết, khi mà em uống giống như là buổi hiện tại là Trinh nè. Buổi sáng là Trinh sẽ uống, Kiều sẽ pha cho Trinh uống là Mỹ Nhân Hoàng Cung. Xong rồi chưa ăn xong, hoặc là nếu như hôm nào mà Trinh đi ra ngoài á, mà Trinh nghĩ là chưa, Trinh không về nhà là chết, mà nhiều khi Trinh sợ quên luôn á, có mang theo mà sợ quên, Trinh nốc luôn bốn viên, 2 viên Beauty Plus và 2 viên Ngọc Nhũ Nương luôn, xong mà tối về trước khi ngủ thì Trinh quất luôn 2 viên Ngọc Nhũ Nương còn lại. Thường là Trinh sẽ duy trì khoảng một tháng, thời gian duy trì của Trinh là một tháng. Sau một tháng đó thì Trinh sẽ sử dụng lại cái liệu trình y như cũ, đó là một ngày 2 viên, ở một ngày 4 viên đó, kiểu vậy. Tại vì ngực mình to thì nó cũng to ở cái kích cỡ đó nhất định thôi, từ 2 phân đến 2,5 phân thôi, thì cho dù mình có ngưng liệu trình một tháng, mình duy trì một tháng xong rồi sau một tháng đó mình cứ tiếp tục lại cái liệu trình, thì ngực mình cũng không phải là phồng phồng phồng, mình càng uống mà nó phồng 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 bự như vậy, không phải, là nó như là nói chung là Trinh uống Ngọc Nhũ Nương vừa giúp cải thiện vòng một và duy trì để cho da của mình nè, rồi cho cái nội tiết tố của mình nó được tốt hơn, chứ không mọi người đừng nghĩ là tại sao chị Trinh uống duy trì tháng rồi sau một tháng thì Trinh lại lặp lại cái liệu trình đó nữa, ngực nó bự 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 vậy, không phải nha. Tại vì Trinh cũng hài lòng với những gì mình đang có rồi, nên là Trinh không nghĩ đến cái việc phẫu thuật thẩm mỹ. Chứ nếu như mà cái gì đó mình giống như là mình bị xấu mũi tẹt dậy hay là như thế nào hay lợt hay vậy, thì chắc Trinh cũng sẽ can thiệp tới phẫu thuật thẩm mỹ. Tại vì mình là con gái mà, con gái lúc nào cũng muốn đẹp, không ai muốn mình xấu hết, không ai muốn mình xấu hết. Nhưng mà mình nên biết là cái đó của mình là đã được hay chưa, chứ không phải, mũi Trinh cũng không phải là dạng cao, nhưng mà Trinh thấy là hài hòa với khuôn mặt của mình rồi, nên là Trinh không có ý định đi sửa. Chứ nếu như mà nó bị xấu xí tới mức độ mình nhìn vô mình thấy không được phải đi sửa, là Trinh cũng sẽ đi sửa, Trinh cũng sẽ can thiệp. Tại vì Trinh cũng bao nhiêu người phụ nữ khác luôn muốn là mình lúc nào cũng xinh trẻ đẹp hết. Còn câu hỏi nào nữa không nè? Mọi người dành câu hỏi cho Trinh cũng được, Trinh sẽ tám với mọi người khoảng 50 phút nữa. Tại giờ này cũng 9 giờ mấy rồi, Trinh phải tẩy trang, rửa mặt, rồi coi tivi xíu rồi đi ngủ. Mắt của Trinh ngộ lắm nha, chỉ cần thức một đêm hai đêm thôi là bị thâm, giống như là thức tuần hay là 10 ngày vậy đó, dễ bị thâm lắm. Nhăn thì ít có so với độ tuổi 30 như Trinh. Những cặp mắt 30 tuổi xung quanh bạn bè Trinh là Trinh thuộc dạng ít nhăn nhất và ít thâm nhất nữa. Đa số bạn bè hoặc là mấy đứa nhỏ trong công ty thường là hay thức khuya, nó chưa tập ngủ sớm được. Bạn nào muốn sở hữu vòng một to lên tự nhiên giống như Trinh mà mình sợ và mình lo lắng khi mà mình đi phẫu thuật vòng một, thì hãy mua Ngọc Nhũ Nương để uống nha. Từ ngày có Ngọc Nhũ Nương là thích lắm luôn á. Bé ơi,
Các bạn có thể liên hệ với Vũ Ý Nhi, Dương Dương Thùy, rồi Trương Lê Mai Trang, những tổng đại lý mà Trinh đã, Nguyễn Giang, những tổng đại lý mà Trinh đã để tên ở trên này, hoặc là mua trên trang bay của công ty là sẽ cam kết là hàng chính hãng nha. Và trong cái hộp thì có những cái như Trinh nói là đâu rồi, cái quan trọng là có cái này nữa nha. Khi mà các bạn mua về mà không thấy cái phiếu cam kết bồi thường 100 triệu này, khi mà phát hiện có chất cấm, chất độc hại trong sản phẩm Ngọc Nhũ Nương á, thì các bạn nhớ liên hệ với công ty nha. Nếu như các bạn mua đúng hàng chính hãng mà lại thiếu cái tờ giấy này thì các bạn nhớ liên hệ với công ty nha. Nôn hả? Nôn tập mới hả? Thứ sáu này là có rồi em. Ngày mai chị sẽ có thông báo tập mới ở trên YouTube, trên cộng đồng á. Vòng vòng 1 của chị là 84. Vòng em hả? Vòng em hiện tại là 59, vòng 3 là 90. Vòng em là 58, vòng 3 là 93. Và Trinh chỉ cao mét 7 thôi chứ không phải mét 72, 73 hay 71 như mọi người nghĩ, hoặc là mét 65, 68 đâu nha. Cao đúng 1 mét 7 luôn. Nói chung một ngày là Trinh dùng rất là nhiều sản phẩm để bổ sung cho mình. Stone Trinh cũng uống, rồi Ngọc Nhũ Nương, Beauty Plus, rồi Mỹ Nhân Hoàng Cung. Tất cả những cái sản phẩm mà Trinh uống đều tốt cho cơ thể của mình, mà mình có thể sử dụng dài lâu luôn, mà mình không có sợ tác dụng phụ hay gì hết. Đó cũng là chính những cái sản phẩm đó Trinh uống mới giúp Trinh có một cái vẻ ngoài như vậy, chứ không đâu. Và cộng với cái chế độ sinh hoạt tốt của Trinh nữa. Không, Bích Bi chị cao đúng 1m7 đó. Tại vì nhìn chị nhỏ con thôi nên khi chụp với người khác thì thấy chị thấp bé thôi, tại vì do xương chị nhỏ. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người không có câu hỏi gì hết thì Trinh đi Trinh ao và đi rửa mặt, đi tắm rửa rồi đi ngủ đó nha. Bé ơi, câu hỏi của em là nãy giờ chị cũng nói lặp đi lặp lại rất là nhiều rồi, 2 3 lần rồi. Giá một hộp thuốc, một hộp Ngọc Nhũ Nương là 1.290.000 một liệu trình là 6 hộp nha. Và hiện tại chị đã đưa chương trình khuyến mãi rồi, là mua 6 hộp trả tiền 5 hộp, mua 5 tặng 1 đó. Nên là tranh thủ trong thời gian khuyến mãi nha. Mặt Trinh không à, mặt chị không có mụn bự, nhưng mà đôi khi chị cũng nói như là đôi khi sau một giống như là 2 3 ngày make up liên tục hoặc là chụp hình liên tục thì mặt của chị sẽ có lên những cái mụn nhỏ, cũng có chứ không phải là mặt chị không có mụn đâu, cũng có mụn đó, nhưng mà không phải là mụn to to, mụn mủ, mụn bọc, mà là mình make up quá nhiều á nên là sẽ bị những cái mụn nhỏ li ti là có. Ok, vậy bây giờ chào mọi người nha. Chúc mọi người ngủ ngon ha. Thích của em luôn rồi nè. Cảm ơn em phát tài. Ok, bây giờ bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người. Bye bye.